Chào các bác nhé, mình là Đức Ca, hiện ở Kinh Mắt. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bác một chút về vấn đề phân tích hơn để các bác hiểu về vấn đề giấy kém chất lượng và giấy trị tay loát. Đây là một con bán tải Raptor của anh khách ở tận Hòa Bình các bác nhé. Trước anh ấy có dán, đây là vật liệu giấy đen mờ, tiếng Anh nó gọi là Black Master các bác. Thì đây phần thứ nhất là mình sẽ review cho các bác cái vấn đề là ưu điểm lớn nhất của đề can. Khi các bác dán xong trắng, mình có thể tự bóc vỏ và không lo vấn đề nhả keo các bác. Em ơi, quay vào đây cho các bác. Đây mình hôm nay thì mình sẽ review cụ thể về chi tiết. Tại vì có rất nhiều bác thắc mắc với mình lo ngại cái vấn đề này. Bóc ra nó bị làm sao không? Và cũng nói đi nói lại nhiều nó... Đây mình làm chi tiết cho các bác dễ hiểu luôn. Đấy các bác nhá, kia là toàn bộ phần phía sau, bên mình đã tiến hành bóc ra rồi. Thì đây là giấy đen mờ loại kém chất lượng. Còn đây là hôm nay anh ấy sẽ tiến hành wrap đổi màu. Giấy đen mờ tích wrap. Đây mã CM01 các bác nhá. Satin Black. Thì đặc điểm để các bác nhận biết giấy kém chất lượng và giấy chính hãng, đó là phần đế, đây là lớp lót các bác. Phần lớp lót của giấy các bác nhá. Cái lớp lót giấy phía trong bên dưới này gọi lớp lót giấy, và nó có in thương hiệu Tech Loát ở đằng sau giấy. Thấy chưa? Còn giấy bình thường thì các bác sẽ không nó chống trơn, nó không có gì cả các bác nhá. Đây giấy bình thường đây. Một là chống trơn, nó không có thương hiệu uy tín in ở bên sau lớp lót giấy. Đấy là cách nhận biết dễ nhất. Còn mình nói thật là các bác nhìn tận nơi, hai gái đặt tận nơi các bác không biết được đâu. Chỉ có những người thợ kinh nghiệm hoặc làm lâu năm như bên mình sờ là mình đã biết được rồi. Nó liên quan đến thứ nhất là vấn đề màu sắc các bác nhé. Khi đặt hai cái gần nhau thì bao giờ màu này nó sang hơn và nhìn nó sâu hơn. Và cái thứ hai là cái lớp keo bên dưới của cái thằng giấy xịn này, nó được chế tạo bằng công nghệ rất chi hiện đại, đảm bảo độ bền. Bây giờ càng đi càng mút, bóc ra không bao giờ lo nhả keo. Ưu điểm lớn nhất của nó là độ bền các bác nhé. Và đi dòng nước và bóc ra không được nhả keo. Còn cái thằng giấy kém chất lượng này thì mình nói thật là đi khoảng một vài tuần hoặc là nó hay bị bung mép. Đây ví dụ như phần này là phần kem đi bạc để các bác này. Con này nó dán cái giấy trung cấp. Đây. Phần này thì nó phần mép này nó hay bị vênh lên. Các bác đi một thời gian kể cả trời nóng không nó đã bị vênh lên rồi nhé. Nhưng mà giấy xịn thì bao giờ nó cũng sẽ mút vào, càng đi càng chắc. Và cái màu nó sang, nó sâu hơn rất là nhiều. Còn con này bên mình đang tiến hành tháo toàn bộ, tại vì chủ xe yêu cầu là quát kín đủ màu toàn bộ xe các bác nhé. Đây quay ra đây một chút. Toàn bộ phần cánh cửa, toàn bộ phần này bên mình sẽ tiến hành tháo và dán đổi màu sang màu giấy miễn tích loát xịn luôn. Đây cửa đằng sau. Này bóc ra. Đây các bác nhìn, đây là giấy tích loát mỹ, giấy xịn, còn đây là giấy kém chất lượng các bác nhé.